anh ở ngoài DIY ấy thôi. Dạ. Nhưng mà về nhà vẫn phải hỏi ý kiến vợ. Tiếp đón anh khách hàng hầm hố nhưng lại sợ vợ. Chú không tha đâu nhỉ? Cái bộ 908 anh ký ở đây đâu rồi nhỉ? À dạ vâng, em chào anh ạ. À, anh đang hỏi bộ của Long Văn Mã nhà em phải không ạ? Đúng rồi, đây đúng khung cảnh đây rồi. À dạ vâng, đúng rồi. À, trước nhà em thì có trưng bày đây bộ của Long Văn Mã, và nếu như mà anh đã theo dõi đồ gỗ Văn Thao từ lâu thì anh có biết rằng là em đã thông báo với anh rằng là bộ của Long Văn Mã đến tuần tới đồ gỗ Văn Thao sẽ bàn giao đến nhà biệt thự tại Bắc Giang của hai anh chị rất là trẻ. Và nếu như mà anh thích bộ đấy thì em hẹn anh tháng 10 hoặc là tháng 9 âm lịch thì hãy đến đây và xem cái bộ bàn ghế cửu long bát mã mới của đồ gỗ Văn Thao đã được chế tác cách đây gần một năm rồi và sắp sửa là hoàn thiện. Hoặc là hôm nay thì anh đã đến đây rồi, em sẽ mời anh đi tham quan các bộ bàn ghế khác của nhà em cũng như là xưởng mộc nhà em để xem mà nhà em chế tác các bộ bàn ghế như nào. Em mời anh đi ạ. Dạ vâng anh, đây là bộ bàn ghế Khánh Voi trên chất liệu gỗ môn hoa 10 món của nhà em. Đây là cái mẫu mà nhà em bán chạy nhất trong năm 2022 đến năm 2023. Đó, rất là mới mẻ, rất là đẹp, kiểu dáng hiện đại nhưng mà lại phù hợp với nhiều không gian cũng gia đình. Bộ này trông nhẹ nhàng quá, đó là chỉ hợp bố anh ngồi thôi. Anh dạ. Thích cái bộ nào nó hầm hố hơn không? Dạ vâng, thế là thế thì em mời anh sang bên này để em sẽ giới thiệu đến anh bộ hầm hố hơn như thế này. Vâng, em mời anh vào đây ạ. Ở trong này của nhà em thì cũng có một số bộ bàn ghế khá là hầm hố, em không biết là anh có thích không. Đây là bộ bàn ghế Minh Quốc voi, dòng ghế Minh Quốc và hình tượng đục chạm là hình tượng voi. Nó cũng là voi nhưng mà lại mang trong mình cái dáng Minh Quốc, hay là nó sẽ khỏe khoắn hơn là bộ bàn ghế Khánh Voi vừa rồi. Anh thấy bộ này thế nào, có hợp ý anh không ạ? Vâng, đây nhà em có hai bộ để anh lựa chọn, anh thích bộ nào thì em sẽ chở cho anh bộ đấy. Bộ này nhìn thì đủ hầm hố, có bộ nào to hơn không? Dạ có ạ, thế thì em đã mời anh sang một cái cơ sở lửa của nhà em. Em mời anh. Vâng, đây là xưởng sản xuất của bên em. Ô, nhà gì mà nắm xưởng này, xưởng này trải khắp dãy ở đây à? Vâng, xưởng sản xuất thế nên là cần rất là nhiều không gian diện tích. Thế nên là đồ gỗ nó lại cần nhiều hơn, nhà em lại còn chất đến rất là nhiều gỗ để các bác có thể lựa chọn nữa. Bây giờ xin mời anh đến với cả xưởng trưng bày. Bộ dãy này đều là của nhà em, thế nên các bác cửa đang làm việc đây ạ. Cả trong này. Ở trong này thì toàn bộ đều là gỗ mun hết. Nhà em chuyên làm gỗ mun và nếu như khách hàng có đặt gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ thì nhà em vẫn làm. Đây ạ. Cái không gian làm việc rất là nhộn nhịp. Và đây vừa là kho vừa là chỗ để các bác thợ đục bên em làm việc. Và anh có thấy là các cái led đục rất là đẹp và led không anh? Mộc của mặt led thế này rồi thì còn một cái quá trình muội và trà nhám thì thật sự là rất là căng đấy ạ. Đó. Đây là những các cái yếm của bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh, nhà em sắp sửa làm Nghê Bảo Đỉnh 18, rất là VIP đấy anh ạ. Đó, rất là đẹp phải không anh? Bây giờ em mời anh sang đây để xem bộ bàn ghế Hoàng gia. Nếu mà anh có bạn bè hay là có người thân nào thì hãy giới thiệu đến với cả cơ sở bên em. Em chắc chắn anh cũng không thích cái dáng này rồi bởi vì anh thích sự hầm hố, nhưng mà cái bộ bàn ghế Hoàng gia này thì rất là duyên dáng, rất là hiện đại. Em nghĩ là anh có thể giới thiệu cho người nhà hoặc bạn bè anh. Bộ này sao nhìn thư sinh ấy nhỉ? Đây là bộ bàn ghế Louis Hoàng gia trên chất liệu gỗ mun hoa 6 món thôi. Dành cho những các cái gia đình nào mà có không gian nhỏ hẹp độ khoảng 12m2 trở lên là đã ngồi được rồi. Và bộ này thì là một bộ khác của bộ Hoàng gia. Bây giờ em mời anh vào đây xem bộ bàn ghế Hoàng gia khủng của nhà em. Thế bộ này xuất xưởng khoảng bao nhiêu em nhỉ? Bộ này xuất xưởng khoảng 162 triệu thôi anh ạ. Thế nên là anh mà có bạn bè anh em hay là anh em làm nhà sòn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thì hãy giới thiệu đến bên em nhé. Em mời anh vào đây. Anh ơi. Ôi, nhà này làm gì mà nắm bàn ghế nhỉ? Dạ vâng, nhà em sản xuất mà anh. Anh xem là bộ bàn ghế Hoàng gia này của nhà em có khủng không anh? Rất là đẹp phải không ạ? Cũng vừa ý anh đấy. Nhưng mà anh phải hỏi ý kiến vợ anh đấy. Dạ anh vâng. Cần hỏi ý kiến vợ anh. Chắc chắn là vợ anh sẽ thích đấy ạ. Bây giờ anh hãy xem cái bộ bàn ghế hầm hố mà em bảo rằng là chỉ sau bộ bàn ghế rồng đỉnh và rồng bát mã mà anh thích thôi ạ. Đây là bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh cột 16 trên chất liệu gỗ mun hoa. Chất liệu gỗ mun hoa thì không có cái chất liệu nào mà sánh bằng được rồi, bởi vì cái đường vân gỗ, cái gam màu gỗ thì vô cùng là đẹp và tuyệt vời, xuất sắc luôn đấy anh ạ. Anh ngồi vào đi, anh ngồi vào để xem mà nó có khác biệt với lại cả bộ bàn ghế rồng đỉnh và bộ bàn ghế cửu long bát mã không. Cũng rất là oai vệ, cũng rất là vệ vệ, cũng rất là uy nghi quyền thế phải không anh? Đó. Bộ này ngồi thoải mái đấy. Vâng. Chẳng khác biệt đấy. Vâng, đúng rồi anh. Ở nhà em thì cái led đục thì vô cùng là khác biệt. Khác biệt và
Em phải nói là nếu như đi ra thị trường thì chắc chắn là bộ bàn ghế này, những các cái led đục của bộ bàn ghế này hay là tất cả những led đục của các bộ bàn ghế khác nhà em thì không ở đâu sánh bằng 9 trên 10 đấy anh ạ. Anh ở ngoài DIY ấy thôi, dạ. Nhưng mà về nhà vẫn phải hỏi ý kiến vợ. Dạ vâng, lóc nhà lúc lo luôn là cao nhất đúng không ạ? À, thế thì em sẽ hẹn gặp anh đến tháng 9 đi, tháng 9 âm lịch này. Thì nhà em sẽ ra một bộ bàn ghế kiểu long bát mã lửa. Thì anh hãy dẫn vợ anh đến đây để cùng chọn lựa những cái sản phẩm cho mình cho nó thực tế và được luôn cả vợ cả chồng được không ạ? Cảm ơn em nhé. Dạ vâng, cái bộ bàn ghế kiểu long bát mã sắp tới mà anh thầm thương trộm nhớ đấy thì em đảm bảo với anh là chắc chắn là hai vợ chồng anh sẽ thích. Ngoài ra thì đồ gỗ con trai còn có cả tủ kệ, còn có những các cái sản phẩm trang trí khác thì anh với vợ anh có thể thoải mái lựa chọn đồ gỗ nội thất cho gia đình nhà mình tại đồ gỗ con trai mà không cần phải đi đâu hết anh nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh, em chào anh ạ. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.